Hôm nay tôi đã bỏ ra 200.000 để mua hai cái xương bò. Chủ cửa hàng thật là sạch sẽ đấy, không còn một miếng thịt nào cho tôi cả. Tôi sẽ xem khi tôi về nhà tôi sẽ làm nó thế nào. Bố khá giỏi thái cực quyền. Sao con lại mua về toàn xương trần, con chó không thể cắn nó. Con sẽ nấu nó thơm phức, bố đừng ăn nhé. Ở đây có gì ăn không, thật lãng phí tiền mà. Wow, cái xương này đầy tùy như thể ý, trông nó rất ngon. Hành, gừng, trần rượu nấu ăn. Hương, tỏi, kê cay, ớt khô, tiêu, quế, hoa hồi và lá ngược dưới. Rang thơm. Rượu nấu. Muối, xì dầu, nước tương. Hầm trong 4 giờ. Wow, thật là thơm. Bố, mẹ ăn cơm thôi. Ôi, cái đống đậu hũ chiên này ngon quá. Và nấm. Ừ, con gái đã mua được xương bò tốt. Trong chúng không có thịt nhưng bên trong lại được rất nhiều thứ. Mẹ, củ cải có ngon không? Ừ, ngon lắm.